Cả cả nhà nhá, hôm nay vợ cho dâm ủ luôn cây chuối luôn. Anh em có nhu cầu, có ai chốt thì chốt nhanh, không là mất hình. Đây anh em nhá. Đấy. Đây rất đẹp luôn này. Không đào nhanh là mất rồi này các bác ạ. Đấy. Đừng có đùa, chuối bây giờ anh em săn kinh lắm. Quả gọi là ăn ngọt lịm. Ăn quả ngon nhỉ. Hôm nọ gặp cái bà thân bò mà bố. Cây nó đẹp này mà lại đào đi. Cây đẹp thì mới mua mới mất được chứ không mất là được. Cây này dáng bonsai. Giả u cục nhỉ. Bử bí lên khắp lơi. Xa xa xong mới đẹp. Nào anh dơ dơ tay chào cả anh em đấy nhỉ. Chào anh em nhá. Đấy. Ui, anh em Lạng Sơn đào rất chuyên nghiệp. Đào bầu tròn lịm. Nên đi học được anh em ở cách đào cây đẹp. Chuối quả nhá các bác nhá, tay tán ổn định rồi. Tay côn. Không phải chê điều gì nữa. Cây nó xoắn như con rồng này, các bác nhìn nhá. Đấy, xoắn lượn lên. Úi giời. Côn nắc này. Cây này đã cho chậu đẹp nhỉ. Cho chậu chùm luôn. Không nghĩ luôn.